Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Trải nghiệm mới ở thủ phủ vải thiều, du khách cưỡi xe châu thăm vườn cam, bưởi kinh doanh. 25 tháng 10 năm 2020, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, du khách đến huyện Lục Ngạn, Bắc Giang sẽ được tham quan. Trải nghiệm những tour du lịch trải nghiệm mùa cam, bưởi và những địa danh nổi tiếng, đẹp nên thơ tại các vùng thôn quê. Đây là một trong những hoạt động du lịch mới mẻ nhằm thu hút du khách đến với thủ phủ vải thiều. Cây ăn trái, từ ý tưởng đưa khách du lịch về thăm quê hương và quảng bá các sản phẩm cây ăn quả của địa phương. Từ cuối năm 2019, ông Vũ Thế Trung, giám đốc STS Tâm Thịnh, xã Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang đã triển khai dịch vụ đưa đón khách có nhu cầu tham quan vườn cây ăn trái chủ lực. Đặc trưng của địa phương mỗi khi đến vụ thu hoạch như vải thiều, cam, bưởi, đón du khách thăm vườn cây ăn trái bằng xe châu. Trong vụ vải thiều năm 2020, STS Tâm Thịnh đã đón hơn 200 lượt khách tham quan vùng trồng cây vải nổi tiếng thơm ngon, an toàn. Một trải nghiệm thú vị khi đến thăm vườn cây ăn trái của STS Tâm Thịnh là du khách sẽ được đón và đưa đi tham quan bằng xe châu. Du khách cưỡi xe châu thăm vườn cam, bưởi. Ảnh, ca, l, tùy sở thích của từng đoàn, tôi sẽ đưa lịch trình tour du lịch hợp lý như tham quan, trải nghiệm tại vườn cam, bưởi ngọt mát, sai chiếu cảnh, rồi đi thăm làng nghề sinh vật cảnh nổi tiếng Bồng Một, hoặc dẫn khách đi thăm đình, chùa và các danh lam thắng cảnh đẹp nổi tiếng trên địa bàn. Cơ bản khách từ thành phố đến thăm, họ rất phấn khởi. Ông Trung chia sẻ từ bước đi tiên phong của STS Tâm Thịnh và một số cá nhân trên địa bàn huyện. Năm nay, cùng với việc tổ chức hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn đang tiến hành lựa chọn một số nhà vườn có diện tích vườn cam, bưởi lớn, cảnh quan đẹp, chất lượng tốt, đường giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ khách du lịch để xây dựng điểm du lịch đón khách về tham quan, trải nghiệm. Theo dự kiến, huyện sẽ lựa chọn các địa điểm như Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Thôn Hoa Quảng và Đồng Quýt, xã Tân Mộc. Thôn Bồng Một và Xẻ Cũ, xã Thanh Hải. Thôn Ngọt, xã Hồng Giang. Thôn Mịn Con, xã Chù Hửu, để xây dựng điểm tour du lịch tổ chức đón khách. Vào chính vụ cam, bưởi, huyện Lục Ngạn sẽ phối hợp với một số công ty du lịch lữ hành có uy tín tổ chức xây dựng tour tuyến du lịch phục vụ các đoàn khách tham quan trải nghiệm mùa cam, bưởi kết hợp với tài nguyên du lịch khác như văn hóa tâm linh, văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh, nhiều vườn cây tiền tỷ chờ đón khách. Vườn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải nổi tiếng với quy trình sản xuất Việt Gáp. Mỗi năm thu về từ 2 đến 2,5 tỷ đồng, cao nhất nhì huyện. Đây dự kiến là một trong số 30 chủ vườn được chính quyền địa phương chọn làm nơi đón tiếp du khách gần xa. Du khách đến đây sẽ được thỏa thích chụp ảnh với khung cảnh đẹp và thưởng thức những trái ngọt mát, bổ dưỡng và sản vật của địa phương. Ngôi biệt thự của gia đình anh Hữu nằm trên quả đồi bạt ngàn cây trái cũng là nơi để du khách ăn nghỉ mỗi khi đến tham quan. Trải nghiệm mùa quả chín, năm nay, với khoảng 1.800 cây bưởi da xanh trồng năm thứ 6, 7, dự kiến gia đình ông sẽ thu hoạch khoảng 30 tấn quả, tăng 10 tấn so với năm trước. Hiện vườn bưởi da xanh bắt đầu cho thu hoạch, giá bán 35.000 đồng cây di. Gia đình ông Hữu còn có hơn 200 cây bưởi ngọt với khoảng 10.000 quả cùng hàng trăm cây bưởi hoàng cũng sai chĩu cảnh. Dự kiến sẽ cho thu hoạch từ tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên đán. Ngoài ra, trong vườn còn có hơn 300 cây cam lòng vàng. Cam ngọt trồng năm thứ 7 cho thu hoạch vào dịp cuối năm, tôi trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thứ nhất, bón toàn bộ bằng phân hữu cơ và dùng thuốc trừ sâu sinh học, không dùng phân vô cơ. Đặc biệt thuốc trừ cỏ không bao giờ tôi dùng đến nên cây cối lúc nào cũng cho hiệu quả xanh và tốt. Quả cho trái ngon, ông Hữu chia sẻ, vốn là thủ phủ của vải thiều với diện tích 15.100 ha. Trong những năm gần đây, huyện Lục Ngạn đã chuyển đổi, hình thành vùng sản xuất chuyên canh cam. Bưởi tập trung với gần 6.500 ha, trong đó cam các loại hơn 4.000 ha, bưởi gần 2.500 ha, mỗi năm thu về trên dưới 1.000 tỷ đồng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc.
hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.